Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân kể từ khi tổ chức quân sự tư nhân Wagner rút lui, trong đó ông cáo buộc Ukraine và phương Tây muốn người Nga giết lẫn nhau. Tổng thống Putin cho biết ông đã ra lệnh tránh đổ máu và ân xá cho các chiến binh Wagner. Ngay từ khi bắt đầu các sự kiện, theo lệnh của tôi, các bước đã được thực hiện để tránh đổ máu nghiêm trọng, cả những người theo chủ nghĩa phát xít mới ở Kiev, phương Tây và những kẻ phản bội đất nước. Chúng muốn binh lính Nga giết chóc lẫn nhau. Tổng thống Putin cũng cảm ơn giới chức an ninh Nga đã thực thi nhiệm vụ trong cuộc binh biến, đồng thời khẳng định các chiến binh Wagner có thể lựa chọn gia nhập quân đội Nga đến Belarus hoặc trở về nhà. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết các cơ quan tình báo Nga đang điều tra xem liệu tình báo phương Tây có liên quan đến cuộc binh biến trên hay không. Phản ứng trước các tuyên bố từ Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không tham gia, chúng tôi không có liên quan. Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo các chiến đấu cơ của Đức này đang tập trận chiến thuật trên biển Baltic nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thông báo trên Telegram của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: Các đội bay trên chiến đấu cơ Su-27 của hạm đội Baltic đã khai hỏa các loại vũ khí hàng không nhằm vào tên lửa hành trình và máy bay của kẻ thù giả định. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt của các đội bay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài hoạt động huấn luyện nâng cao kỹ năng, các phi đội máy bay chiến đấu đang làm nhiệm vụ bảo vệ suốt ngày đêm không phận của vùng lãnh thổ Kaliningrad. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về khả năng Thụy Điển gia nhập NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới. Phát biểu trong chuyến thăm Litva hôm qua, tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố: "Chúng tôi đồng ý triệu tập cuộc họp cấp cao tại Brussels trước hội nghị thượng đỉnh Ngoài cuộc họp này sẽ có sự hiện diện của các ngoại trưởng, người đứng đầu cơ quan tình báo và cố vấn an ninh quốc gia, mục đích là để đạt được tiến bộ trong việc hoàn tất gia nhập NATO của Thụy Điển. Thụy Điển Kỳ đã phản đối Thụy Điển gia nhập NATO với lý do quan ngại an ninh, Thụy Điển đặt mục tiêu dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 đến 12 tháng 7 và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước thành viên khác bao gồm Mỹ. Các lãnh đạo châu Âu và Mỹ đang kêu gọi Thụy Điển Kỳ xúc tiến việc phê chuẩn từ các thành viên cho Thụy Điển. Sáng nay, diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 đã khai mạc tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Với chủ đề khởi nghiệp động lực của nền kinh tế toàn cầu, diễn đàn Davos mùa hè 2023 dự kiến thu hút hơn 1.500 đại biểu từ giới chính trị, doanh nghiệp, học giả, các tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi tăng cường liên lạc và trao đổi trong cộng đồng quốc tế. Theo ông, các quốc gia trên thế giới cần tăng cường đối thoại và liên lạc để tránh hiểu lầm không có quốc gia nào có thể giải quyết mọi vấn đề và đoàn kết mới là câu trả lời chính xác. Diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 6. Tổng thống Brazil Luis Inácio Lula da Silva và người đồng cấp Argentina Alberto Fernandez hôm qua tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế song phương. Trong cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Brazil, Tổng thống Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập kinh tế và tài chính, đồng thời đề xuất giúp các nhà xuất khẩu brazil duy trì sự hiện diện tại thị trường argentina trong bối cảnh kinh tế nước này gặp khó khăn theo tuyên bố sau cuộc gặp để thúc đẩy hội nhập kinh tế hai nước đang cân nhắc sáng kiến thiết lập một loại tiền tệ thương mại khu vực sẽ hoạt động cùng với các loại tiền tệ quốc gia tương ứng của họ tổng thống lula cho biết thêm argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của brazil sau trung quốc và mỹ và brazil đang là thị trường xuất khẩu hàng đầu của argentina Hàng ngàn phụ nữ Hồi giáo độc thân Ấn Độ đang chuẩn bị hành hương hai đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Suốt mà không có nam giới giám hộ. Đó là nhờ cải cách luật ở Ấn Độ và Ả Rập Suốt, qua đó báo hiệu một sự thay đổi lớn ở hai nước này. Ả Rập Xê Út từng có quy định phụ nữ tham gia hành hương, Haji phải đi cùng người giám hộ là nam giới. Từ năm ngoái, quy định trên đã bị hủy, giúp phụ nữ độc thân có thể hành hương riêng lẻ. Với hơn 200 triệu dân theo đạo hồi, Ấn Độ cũng đã điều chỉnh chính sách hành hương hajj của nước này. Theo đó, năm nay, Ấn Độ có khoảng 175.000 người đăng ký hành hương ở Ả Rập Xê Út, trong đó có hơn 4.300 đơn đăng ký từ phụ nữ, không có nam giám hộ. Điều này đánh dấu số lượng phụ nữ Ấn Độ đông nhất từ trước đến nay tham gia hành hương Hasi một mình. Sự thay đổi này đã nhận được sự hoan nghênh. Tôi muốn cảm ơn chính phủ Ấn Độ và Ả Rập Xê Út vì đã cho phép chúng tôi tham gia lễ hành hương Hasi một mình. Tôi thấy rất hạnh phúc. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 15 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.